Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Khả Vân, ngươi ra tay đi. Nơi này dù sao cũng là đông vực, chúng ta thân là chủ nhà, không thể để cho nhiều khách quý như vậy ra tay được. Vâng, Ni Khả Vân lên tiếng, vung tay lên, một đầu lụa đỏ bay múa quanh thân, khí chàng mạnh mẽ thoáng cái bức lui đám đông chung quanh. Lý Vân Tiêu nói, giao huấn bọn hắn một chút là được, không cần đả thương người, chúng ta vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải để khi phụ người đâu. Ni Khả Vân nói, như Vân Thiếu nói, hồng lăng trong tay nàng mở ra, lập tức lăng ảnh đầy trời, một phương trận pháp hiển hiện. Tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức cảm thấy một cổ khó lực lượng khó có thể kháng cự, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã mất đi chi giác, nguyên một đám té trên mặt đất. À, cái này, đám người đứng ngoài xem đều triệt để ngốc trệ bọn hắn cũng không có thấy rõ động tác ninh khả vân như thế nào mười mấy tên cường giả đã trực tiếp ngất đi rồi trong đó còn có hai gã là cường giả võ đế trung giai trong lòng tống quang lộp bộp thoáng một phát biết rõ đã đá phải tấm sắt rồi hắn hoảng sợ thất thanh nói vân tiêu công tử trong lòng lý vân tiêu rầm cũng kinh hãi phẫn nộ quát làm càn ở trước mặt bổn công tử cũng dám dương oai các ngươi có biết thành chủ thành hồng nguyệt hiện giờ có quan hệ thế nào với ta không thông minh thì thúc thủ chịu trói đi ni khả vân nói vân thiếu người này xử lý như thế nào đây lý vân tiêu nói để ta đến đi thân ảnh hắn lóe lên liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lý vân tiêu dởm hoàn toàn là thuấn di a à, lý vân tiêu dởm lại càng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau kinh sợ nói ngươi ngươi dám động ta lý vân tiêu hắc hắc nói ngươi ngược lại là nói xem thành chủ thành hồng nguyệt hiện giờ có quan hệ thế nào với ngươi thế lý vân tiêu dởm khẽ nói thành chủ hiện giờ sở dĩ là la thanh vân hoàn toàn là xuất từ ý của ta ngươi còn không tin mấy ngày trước sau khi ta giết phụ tử đường khánh liền đến thánh vực nói với công dương chính kỳ việc này cho rằng thành hồng nguyệt không thể một ngày vô chủ công dương chính kỳ để cho ta ba hắn còn chưa nói xong lý vân tiêu đã không muốn nghe nữa tát tới một bạt tay, trực tiếp tát hắn lăn trên đất à, không chỉ có lý vân tiêu dởm tất cả mọi người thoáng một cái đều ngốc trệ ngươi ngươi dám động ta lý vân tiêu dởm giận dữ hết ta sẽ khiến ngươi ba 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 thân ảnh lý vân tiêu lóe lên liền rơi vào bên cạnh hắn không nói hai lời đã bạt tai tay phải giơ lên đánh xuống, tốc độ cực nhanh, lưu lại trên không trung vô số tàn ảnh. Từ xa nhìn lại, giống như đại bi thiên diệp thủ, không ngừng tát lên mặt Lý Vân Tiêu rầm kia, ba 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 vang vọng toàn bộ trang viên. Còn rất có tiết tấu đấy, Huyền Hoa kinh ngạc một tiếng, theo tiết tấu kia khẽ cười lấy. Tất cả mọi người triệt để choáng váng, đặc biệt là người Tống gia, Tống Quang và hai người con gái đều há to mồm, hoàn toàn ngốc trệ. Kỳ thật thực lực bản thân Lý Vân Tiêu rầm cũng không tệ, hơn nữa bị đặt lung tung, nói cái gì cũng dám nói bởi vậy mới có thể nhiều lần lừa gạt, nhưng đáng tiếc so với Lý Vân Tiêu thực vẫn chênh lệch quá xa. Ba ba ba, thanh âm không ngừng, trọn vẹn nửa nén hương thời gian sau, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã đánh mệt, lúc này mới dừng tay lại, hoạt động cổ tay và các đốt ngón tay. Đầu Lý Vân Tiêu rởm kia đã triệt để biến thành đầu heo, tràn đầy màu đỏ tím, ngũ quan đều không còn, hoàn toàn thay đổi, trong miệng tràn đầy máu tươi và răng, không ngừng phát ra thanh âm ô ô ô. Liên Trường cũng ngốc trệ, ngạc nhiên nói, Vân Tiêu công tử đi đâu rồi? Đầu heo này là ai thế? lý vân tiêu vỗ vỗ bả vai lý vân tiêu dởm nói nào trước tiên nuốt răng vào lại nói cho mọi người biết ngươi là ai đi trong miệng lý vân tiêu dởm phát ra thanh âm ô ô ô cưu hận nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu thanh âm mơ hồ không rõ đức quãng truyền ra nói ngươi dám đánh ta hảo hữu ta sẽ rất nhanh tới giết cả nhà ngươi lý vân tiêu nhíu mày đầu heo này cũng có chút cốt khí bị đánh thành ra như vậy còn có thể nói chuyện phiếm hảo hữu ngươi là lý vân tiêu dởm đức quãng nói hảo hữu ta có vô số hai đại thánh địa bảy đại tông môn còn có ngạo trường không trác thanh phàm lăng bạch y diêu kim lương huyền hoa công tử ngọc ba lý vân tiêu một tát tát hắn bay trên đất trực tiếp nhảy dựng lên dùng chân dẫm xuống mỗi một cước đều trực tiếp dẫm vào mặt phanh, phanh 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 chi mọi người đều hít một hơi lạnh che mặt không dám nhìn nữa cái này cũng quá tàn bạo rồi đầu lý vân tiêu dởm kia đã hoàn toàn bị dẫm vào mặt đất toàn bộ nửa người trên đều lún vào lý vân tiêu dẫm một lúc lúc này mới dừng lại ra nói may mắn ta mang chính là giày đi mưa dẫm không trượt chân. Mọi người tất cả đều run rẩy, trên mặt tuôn ra mồ hôi, sắc mặt đều tái nhợt. Sắc mặt Tống Quang càng khó coi, dường như đã ý thức được thân phận của Lý Vân Tiêu rầm kia. Phanh, Lý Vân Tiêu một cước dẫm bên người Lý Vân Tiêu rầm, chấn hắn lên, năm ngón tay mở ra, trực tiếp nhiếp trên không trung, nói: "Hiện giờ hảo hảo nói cho mọi người biết ngươi là ai đi." Toàn bộ mặt Lý Vân Tiêu rầm một mảnh huyết nhục mơ hồ, chỗ miệng là một cái khẩu động, rên rỉ vài tiếng, mới nói: "Ta sai rồi, ta là giả mạo." A, à, cả viên đều sợ hãi, tuy rằng tất cả mọi người đoán được nhưng hắn chính miệng nói ra vẫn khiến mọi người giật mình không nhỏ tất cả mọi người vụng trộm nhìn tống quang gương mặt tống quang giờ đã tím như gan heo rồi a à, tỷ muội tống ra cũng kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh tại chỗ tống quang cắn răng nói mang hai vị tiểu thư xuống dưới lập tức có hạ nhân đỡ hai tỷ muội ra khỏi viên lý vân tiêu nói ngươi tên là gì giới thiệu bản thân đi lý vân tiêu dởm đức quãng nghẹn ngào nói ngô đại thành lý vân tiêu nói ngươi biết ta thống hận nhất ngươi cái gì không ngươi giả mạo lý vân tiêu giết người phóng hỏa cướp bóc ta cũng sẽ không tức giận ngươi hết lần này tới lần khác giả mạo hắn đi lừa gạt ta thật muốn chém chết ngươi đây có biết không ô ô ô ta sai rồi tha mạng tha mạng ngô đại thành nước nở nghẹn ngào mặt mũi đầy máu còn không ngừng có bọt máu xuất hiện nhìn qua khủng bố dị thường lý vân tiêu nói được rồi giết ngươi bẩn tay ta hắn phủi tay nói thành chủ đại nhân ngươi xem rồi xử lý đi không cần cảm ơn ta ta gọi lôi phòng gương mặt tống quang đã chảy ra nước rồi lạnh giọng nói lôi tên lý vân tiêu giả mạo này xuống dưới đợi ta suy nghĩ thật kỹ xử trí như thế nào hắn nhất định sẽ không giết hắn đơn giản vậy đâu mấy tên võ giả tống ra lập tức tiến lên kéo ngô đại thành kia xuống mọi người nhìn qua máu tươi đầy đất còn có một đám võ giả lăn lóc đều thổn thức không thôi trang cảnh hiện giờ cùng tiệc cưới phi thường náo nhiệt lúc trước tạo thành đối lập cực lớn khiến người cảm giác cuộc sống thật vô thường tống quang ôm quyền nói mấy vị rốt cuộc có thân phận như thế nào có thể nói rõ không cũng tiện cho tại hạ tỏ lòng cảm kích nếu không có chư vị kịp thời ra tay trượng nghĩa thì tiểu nữ sợ rằng phải hổ thẹn cả đời rồi lý vân tiêu khoát tay áo nói không cần chúng ta cũng chỉ là thuận tiện xem náo nhiệt thôi hắn nói với cẩn huyên cẩn huyên ta đang muốn mượn một ít lực lượng của ngươi cẩn huyên gật đầu nói tùy thời đều nguyện ý cống hiến sức lực cho vân thiếu nhìn ra được nàng thiệt tình nguyện ý hơn nữa bộ dáng tràn đầy vui mừng tựa hồ như vì mình có thể cống hiến sức lực mà cảm thấy vui vẻ vậy một màn này rơi vào trong mắt liên trường gương mặt cực kỳ âm trầm nhưng lúc này hắn căn bản không dám lên tiếng chỉ có thể lộ ra vẻ âm độc nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm lấy thỉnh thoảng hiện lên vẻ oán độc la thiên chân thành nói hy vọng ngươi hấp thụ giáo huấn hôm nay làm người làm việc không nên quá mức càn rỡ thực lực của mình tài cao là bổ sự nhà của ngươi thế lực mạnh sư phụ của ngươi lợi hại đây không phải là bản lãnh của ngươi chỉ có thể khiến càng nhiều người xem thường ngươi hơn thôi ngươi tự giải quyết cho tốt đi hắn nói xong nhân tiện nói vân thiếu các ngươi đi trước ta theo nguyên lương đại sư đi xem công hội một chút Lý Vân Tiêu biết rõ hắn muốn lực lượng công hội giúp mình, liền cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, liền dẫn mọi người rời đi với Cẩn Huyên. Liên Trường đâu có nghe lọt, chỉ cảm thấy đối phương là đang trào phúng mình, giống như từng đao cắt lấy thịt mình vậy, đau nhức thấu tim, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, vẻ oán hận kia càng tăng thêm gấp trăm lần. Tâm tình kế chính Đức hiện giờ giống như ngồi trên xe cáp treo vậy, vừa rồi thật sự đã bị sợ choáng váng, hiện giờ trong đầu trống rỗng, đi theo mọi người rời đi. Người còn lại trong viên cũng nguyên một đám ngốc trệ đối với biến hóa đầy hí kịch hôm nay cũng có chút không kịp phản ứng sắc mặt tống quang càng âm trầm bất định nhưng đa số là lửa giận ngút trời sắc mặt yến tinh hỏa cũng trở nên ngương trọng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi những người tinh nguyệt trai này tựa hồ cực kỳ không đơn giản người còn lại cũng đều có tâm tư rất nhanh yến hội cũng tan rã trong không khí không vui thương hội tử vân ở thành vĩnh tương còn quản lý sinh ý của thương hội thiên nguyên cho nên sản nghiệp thật lớn cơ hồ là thương hội long thủ cái gì các ngươi muốn tìm hành tung nguyệt đồng kia sao trong phòng tiếp khách thương hội tử vân sau khi lý vân tiêu nói rõ ý đồ đến thì cẩn huyên thoáng cái kinh hãi nói Người đồng kia ta cũng có ngay qua gần đây dường như náo rất hung ngay cả thánh vực cũng đã bị thiệt thòi không ít vân thiếu ngươi ngàn vạn đừng đi lý vân tiêu đại hỉ nói ngươi quả nhiên có tin tức thỉnh nhất định phải giúp ta hỏi thăm đấy tử huyên mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu du du nói nếu là chuyện khác cần huyên tất nhiên dùng hết toàn lực nhưng việc này quá mức nguy hiểm ta không hy vọng vân thiếu dính vào việc nguy hiểm này lý vân tiêu nói nhân sinh trên đời rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được hiện giờ ta tích cực chủ động trung quy tốt hơn bị đồng chờ đợi nhiều huống hồ ta là người thế nào ngươi cũng hiểu rõ chuyện không có nắm chắc 10 phần ta sẽ không làm đâu cần huyên nói thế nhưng mà nguyệt đồng kia lý vân tiêu nói không có như nhị gì hết lần này ngươi phải giúp ta trong mắt của hắn một mảnh kiên quyết có loại khí chất khiến người phải tin phục cần huyên tuy rằng cảm thấy rất khó xử nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng hắn nói mặc dù như thế nhưng ta hy vọng Vân Thiếu có thể cân nhắc cho an nguy của mình, dù sao Linh Nhi muội muội còn đang chờ người đấy." Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói, "Ta đã lâu không có tin tức Linh Nhi, ngươi có biết gì về tình hình của nàng không?" Cần Huyên trầm ngâm một hồi, ánh mắt đảo qua những người còn lại, tựa hồ có vẻ hiểm nghi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, cũng không tiện truy vấn, nhân tiện nói, "Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, giới thiệu giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị bằng hữu của ta, vị này chính là Huyền Hoa." Huyền Hoa híp mắt, trực trực khen Tiểu tử ngươi đi tới chỗ nào cũng có nữ hài tử ưa thích, thật sự là công địch của nam nhân khắp thiên hạ a." À. Cần Huyên trên mặt ửng đỏ, gật đầu nói, "Bái kiến Huyền Hoa tiên sinh, danh tự rất tốt, rất giống với ngân nguyệt phó đế." Lý Vân Tiêu cười mà không nói, tiếp tục giới thiệu nói, "Vị này chính là Liễu Phỉ Yên." Liễu Phỉ Yên gật đầu nhẹ nhàng cười cười, xem như chào hỏi rồi. Cần Huyên sững sờ, kinh ngạc nói, "Liễu Phỉ Yên, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên." Nàng cười khổ một tiếng, nói, "Danh tự Phỉ Yên tỷ tỷ cũng như vị Huyền Hoa tiên sinh này." đều rất có khí chàng đấy. Liễu Phỉ Yên cũng cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lý Vân Tiêu nói, vị này chính là Ninh Khả Vi đại nhân, vị này chính là nữ nhi của hắn Ninh Khả Vân. Cần Huyên thấy phụ tử Ninh Khả Vi gật đầu chào hỏi với mình, trong lòng không khỏi đột nhiên run lên. Trên người chẳng biết tại sao bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, Vân Thiếu, tên những người bạn này vì sao giống các đại nhân vật thế. Có sao? Lý Vân Tiêu nháy mắt nói, vị này mặt không biểu tình, nhìn tương đối xấu này gọi là khâu mục kiệt, vị đi thuật luyện sư công hội kia gọi là La Thiên hắn cuối cùng chỉ vào tam lão trong góc nói ba vị này ba vị này ta cũng không biết danh hào chỉ là người xưng là hồng hoàng lam tam lão cần huyên triệt để mộng rồi ngốc trệ nguyên tại chỗ kinh ngạc nói những này những người bạn này thật sự thật là những đại nhân vật kia sao huyền hoa cười to nói đại nhân vật nào đều là đi theo lăn lộn thôi cần huyên sợ hãi nói ngươi ngài thật là ngân nguyệt võ đế huyền hoa đại nhân sao những cái tên lý vân tiêu vừa nói tùy tiện một cái đều đủ để chấn động thiên hạ hiện giờ toàn bộ hội tụ ở trong nhà nàng uống trà loại chuyện nào bảo sao nàng có thể tin tưởng được ha ha hư danh mà thôi cần gì tiếc núi huyền hoa thoáng khiêm tốn như nhìn vẻ mặt kia hiển nhiên là cực kỳ đắc ý a à, cần huyên thoáng cái bị sợ choáng váng chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn thở nói vậy ngài chính là hồng liên võ đế liễu phỉ yên đại nhân thành chủ thành hồng nguyệt đời trước ninh khả vi đại nhân trưởng lão thần tiêu cung ninh khả vân đại nhân Khâu Mục Kiệt đại nhân được xưng là phong tử thuật luyện sư, cùng với Tam lão thành Hồng Nguyệt danh chấn thiên hạ sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đúng là những người này, không cần ngạc nhiên vậy đâu. Cần Huyên chỉ cảm thấy trong đầu có chút mê muội, lảo đảo vài bước, mới vội vàng nghiêm mặt bái xuống. Cung kính nói, Cần Huyên không biết là chư vị đại nhân giá lâm, có chỗ tiếp đón không được chu đáo mong được tha thứ. Ni Khả Vi cười nói, Cần Huyên hội trưởng không cần đa lễ, vừa rồi Huyền Hoa đại nhân nói không sai, chúng ta cũng chỉ là đi theo Vân Thiếu lăn lộn mà thôi đi theo vân thiếu lăn lộn mà thôi cần huyên thì thào nói mấy lần một đôi mắt bất lực nhìn qua lý vân tiêu tràn đầy vẻ u oán thật giống như đang nói hiện giờ đến cùng đã lăn lộn đến trình độ nào à lý vân tiêu cười nói đừng nghe bọn họ nói chuyện phiếm có mọi người hỗ trợ hiện giờ ngươi sẽ không cảm thấy ta đối phó nguyệt đồng rất nguy hiểm nữa chứ cần huyên dốc sức liều mạng nhẹ gật đầu nói những đại nhân này chỉ cần có một hai vị cũng đủ để đối phó nguyệt đồng hiện giờ đều ở bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm vậy ta liền phái người đi nghe ngóng tin tức nguyệt đồng có tin sẽ lập tức nói cho người biết ngay. Lý Vân Tiêu nói, khổ cực rồi. Cần Huyên rất nhanh quét dọn gian phòng cho mọi người, an trí chu đáo, hơn nữa hạ lệnh đãi ngộ với quy cách khách quý cao nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của tất cả mọi người. Mọi người cũng đơn giản, chỉ là muốn một mật thất tu luyện, sau đó toàn bộ đều bế quan, căn bản chân không bước ra khỏi nhà. Lý Vân Tiêu sau đó hỏi chuyện về Cực Thiên Băng Tinh và Vĩnh Hằng Chi Mộc, Cần Huyên cũng không có đầu mối, đáp ứng sẽ bảo người đi điều tra. Trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu vươn tay ra, một đạo hào quang bạch mông mông hiển hiện trong lòng bàn tay hóa ra mảnh vỡ thái hư đạo quả hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ đạo quả kia một hồi ánh mắt lộ ra thần sắc ấm áp phi nghe giờ phút này vẫn còn trong ngủ say thời gian ngủ say lần này tựa hồ thập phần lâu lý vân tiêu có thể cảm nhận được sinh cơ bên trong ngọn lửa kia vẫn bừng bừng còn có lực lượng không ngừng chậm chạp tăng lên bởi vậy cũng không lo lắng nữa tuy rằng giờ phút này cũng không phải thời cơ tốt nhất để phục dụng mảnh vỡ đạo quả này nhưng ta đã dùng nhiều loại phương pháp cũng không thể bảo trụ quả vị sói mòn cứ tiếp tục như vậy thì mảnh vỡ đạo quả này sợ rằng sẽ phế mất. Lý Vân Tiêu có chút cảm khái một chút, mảnh vỡ đạo quả này nếu chờ đến khi hắn đạt võ đế cửu tinh đỉnh phong, hoặc là siêu phàm nhập thánh dùng mới có hiệu quả tốt nhất, đáng tiếc không thể đợi lâu vậy nữa rồi. Hắn trầm tư thoáng một phát, liền không hề do dự, trực tiếp để mảnh vỡ đạo quả kia vào miệng nuốt vào, cả người ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu cảm ngộ lấy. Giờ phút này, hào khí trong toàn bộ thành Vĩnh Tương bắt đầu trở nên có chút bất thường. Tống gia náo loạn một cái thiên đại tiếu thoại, trở thành trò cười cho toàn thành nhưng toàn thành đều là võ giả mặc áo giáp dò xét phàm nghe thấy có người đàm tiếu đều sẽ bắt hết không tha tựa hồ tiến nhập trạng thái cao áp mà tất cả thế lực lớn cũng đều chú ý cẩn thận nghiêm cấm công khai và lén thảo luận việc này để tránh không cẩn thận truyền ra ngoài trở thành cái gai trong mắt tống gia cần huyên cũng bắt đầu công việc lưu bù thông qua các loại quan hệ đi điều tra hạ lạc của nguyệt đồng may mắn chuyện nguyệt đồng tựa hồ ngày càng nhiều người chú ý các loại tin tức không ngừng bay tới thành vĩnh tương như tuyết rơi dưới hào khí nghiêm nghị này Yến Tinh Hỏa cũng đứng ngồi không yên, nghe ngóng thế nào cũng không biết được thân phận những võ giả tinh nguyệt trai kia. Hắn chỉ biết là công hội thuật luyện sư phi thường thân thiết với những người kia, thường xuyên có thể nhìn thấy Nguyên Lương đại sư chạy tới thương hội Tử Vân, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải điểm tốt gì. Thời gian bất giác trôi qua, hơn 10 ngày sau, trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn trên hư không, một tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng có ma ha cổ tự lóe ra bên người, vừa ẩn mà không có. Ở phía sau hắn chậm rãi hiển hiện một đồng ảnh, chậm rãi mở ra huyết sắc đồng nhãn, có vô số phù văn và câu ngọc lập loè ở giữa, nháy mắt tản mát ra thất thải quang mang. Lý Vân Tiêu chậm rãi giơ tay lên, một đạo kim quang chớp động nơi ngón tay, quanh một tiếng run rẩy, như kết giới tản ra vậy. Quyết ấn hắn biến đổi, trong kết giới kia dâng lên một mảnh sáng bóng, hóa ra vô số phù văn màu vàng bay lên, đều dũng mãnh tràn vào trong con mắt kia. Trong chốc lát, toàn bộ đồng quang đều biến đổi, thất thải chi sắc lập tức hóa thành một mảnh kim quang, đồng tử chậm rãi co rút lại, bên trong chớp động lên vô số ấn ký cổ quái. Nhãn quang kia xoay chuyển ngóng nhìn tới phía trước lập tức xuyên qua tầng tầng không gian tựa hồ toàn bộ thiên võ đại địa đều bị thu vào đáy mắt hắn lý vân tiêu trong lòng hơi kinh loại cảm giác này giống như là thiên lý nhãn vậy ánh mắt xuyên thấu giới thần bi không người phi tốc chuyển rời tới trong thiên võ giới trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm giác như mình phảng phất đã không tồn tại chỉ là một đạo nhãn quang mà thôi không có bất kỳ tư duy cứ như vậy bay vút trên trời cao tùy ý quan sát núi sông tráng lệ đầu tiên rơi vào ánh mắt chính là phủ thành chủ thành vĩnh tương phủ người bên trong thần thái vội vội vàng vàng mỗi người đều cúi đầu, tựa hồ không khí có chút áp lực. Trong một phòng nhỏ ở bên cạnh, truyền đến tiếng đánh chửi và kêu thảm thiết thê lương. Lý Vân Tiêu không khỏi có chút kỳ quái, mình rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy, căn bản không cách nào nghe được thanh âm, vì sao lại cảm thấy có kêu thảm thiết. Tâm niệm hắn vừa động, cảnh tượng trong phòng đã lập tức rõ ràng. Chỉ thấy trong tay Tống Bích cầm một cây roi da, đang không ngừng quật lấy nha hoàn, toàn thân nha hoàn đều là vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu đầy đất, cuộn mình trong góc run rẩy lấy, cơ hồ hấp hối vừa rồi ở ngoài phòng còn có thể nghe thấy tiếng đánh chửi và kêu thảm thiết vừa vào trong phòng đã lập tức không còn thanh âm nữa chỉ có cảnh tượng trước mắt tông bích tay cầm roi gương mặt cực kỳ dữ tợn trong mắt tràn đầy sắc khí lạnh như băng tựa hồ hạ quyết tâm muốn đánh chết nhà hoàn kia lý vân tiêu trong nội tâm khẽ động ánh mắt lập tức rời đi cảnh tượng cả phủ thành chủ đều khác sâu vào tầm mắt tống quang đi qua đi lại trong sân sau đó đi vào một tòa địa lao ngô đại thành cả người bị ngâm mình trong nước thuốc nào đó thân hình không ngừng run rẩy lấy lộ ra thống khổ dị thường ánh mắt của hắn lần nữa rời về trước thoáng cái đã ra khỏi thành vĩnh tương hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh tựa hồ ngay lập tức vạn dặm không ít thành trì trực tiếp xẹt qua trước mắt hắn nơi ánh mắt nhìn thấy càng lúc càng lớn càng lúc càng rộng trong lòng lý vân tiêu dâng lên kinh ngạc chỉ cảm thấy tầm mắt của mình tựa hồ như bị thứ gì đó hấp dẫn đang dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng tiến lên cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn dặm núi sông đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi chỉ thấy bên trong một tòa sơn mạch xuất hiện mấy đạo khe rãnh cự đại ở bốn phía khe rãnh cảnh hoàng tàn khắp nơi một mảnh tàn bại mà trái ngược với vẻ rách nát kia chính là linh khí cường đại không ngừng tràn ra bay thẳng đến chân trời đúng là cảnh tượng trong linh sơn địa mạch đứt gãy linh khí tiết ra ngoài như hồi quang phản chiếu của người tỏa ra hào quang cả đời vào thời khắc cuối cùng nhất vậy tình cảnh này giống như vừa trải qua một trận chiến kinh thiên nào đó đánh đến long trời lở đất sơn thể sụp đổ trong linh khí đầy trời tựa hồ quả thật có bóng người chớp động Ánh mắt Lý Vân Tiêu không khỏi hơi co lại, ánh mắt của hắn một đường tới đều có thể xuyên thấu tất cả, thu vạn vật vào đáy mắt, giờ phút này chẳng biết tại sao lại không thể nhìn thấu xương mù kia. Đột nhiên một đạo thân ảnh run rẩy tập tễnh đi trong linh khí đầy trời kia, người nọ cũng không phải là không đi được, mà là thương thế quá nặng, bởi vậy nên mới lảo đảo như thế. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút lo lắng, giờ phút này mọi thứ mới dần trở nên rõ ràng, dưới chân bóng người tập tễnh kia tràn đầy thi thể, hơn nữa quần áo và trang sức thuần một sắc, hẳn là xuất từ cùng một tông phái. Lòng hắn chấn động mãnh liệt, bởi vì tông môn này hắn cũng không xa lạ gì, đúng là mộ dung thế gia. Đạo thân ảnh tập tễnh kia cũng hiển hiện ra, hình dáng mơ hồ rõ ràng khiến Lý Vân Tiêu trong lòng giật mình, như sóng to gió lớn bay thẳng đến chân trời. Ninh Khả Nguyệt, Lý Vân Tiêu hô to lên trong lòng, nhưng vô luận hắn gọi như thế nào, Ninh Khả Nguyệt đều hoàn toàn nghe không được, chỉ run rẩy đi qua từng bước một. Ồ, đột nhiên một đạo thanh âm rõ ràng truyền vào hắn trong tai, khiến thân hình hắn lần nữa đại chấn, càng nhịn không được như run rẩy vậy. Thiên tư, thiên tư Lý Vân Tiêu cơ hồ nổi giận, quát ầm lên, "Ngươi ở nơi nào, ở nơi nào, đi ra cho ta." Hắc hắc, quả nhiên là ngươi nha, ở trước mặt Ninh Khả Nguyệt chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh nam tử hùng vĩ, ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi mỏng, nơi khóe miệng còn có một vòng máu tươi, tự hồ bị tổn thương, nhưng giờ phút này hắn lại mỉm cười, hắc thanh nói, "Ngươi đã tu luyện nguyệt đồng tới trình độ này rồi sao, xem ra phế vật cũng có thể lợi dụng." Ngươi ở nơi nào, mau nói cho ta biết ngươi ở nơi nào. Lý Vân Tiêu cuồng loạn gào thét, nghe được thanh âm kia, cùng khuôn mặt dần rõ ràng trong mắt, lửa giận của hắn liền không nhịn được phun trào lên, một màn ở địa lão thiên hoang không ngừng hiển hiện trong đầu. Ta biết rõ tên của ngươi, ngươi gọi là Lý Vân Tiêu. Hắc hắc, cố gắng lên, khoảng cách uy lực nguyệt đồng mở ra toàn bộ còn không ít đường phải đi đấy. Hy vọng lúc ta tìm được ngươi, ngươi có thể đạt tới kỳ vọng trong lòng ta. Thiên Tư cười hắc hắc, khuôn mặt mộ dung trúc dần dần xuất hiện ở trước mắt Lý Vân Tiêu. Trên gương mặt trắng nõn kia không có bất kỳ huyết sắc, trong mắt lóe ra một mảnh nhãn quang sâu như biển lớn mênh mông, yêu dị dị thường. Vèo, bỗng nhiên thiên địa biến ảo, toàn bộ thời không đều thay đổi. À, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một đạo đau nhức kịch liệt, lập tức thoát khỏi trạng thái kia, ánh mắt thoáng cái về tới trong giới thần bi. Mặt của hắn cực kỳ âm trầm, thân hình vẫn còn đang run rẩy, lửa giận vô biên cháy trong thân thể hắn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống khỏi má. Làm sao vậy? Vì sao người khác tu luyện đều là ngồi lặng lặng, an tường u tĩnh, tinh khiết như cao nhân? mà ngươi mỗi lần tu luyện đều muốn chết muốn sống không phải sắc mặt trắng bệch thì cũng là lộ ra gân xanh lần này thân hình càng cự chiến ta thấy ngươi đã ngồi ở đó run rẩy cả nửa ngày rồi không sao chứ một giọng nói du du vang lên thân thể sa viu thoáng cái hiện ra trước mặt hắn lý vân tiêu ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh lửa giận và lăng lệ ác liệt nhìn thoáng qua hắn lúc này mới dần điều tiết lại cảm xúc của mình thở hắt ra nói ta không sao sa viu nhíu mày ra nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma đang lo lắng có nên dẫm ngươi không, ai biết tự ngươi đã khôi phục lại rồi. Lý Vân Tiêu dần khôi phục bình tĩnh, nói, ta vừa rồi nhìn thấy Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư. Đồng tử Sa Viu co rụt lại, nói, ngươi vừa rồi ngủ mớ sao. Lý Vân Tiêu lắc đầu, cắn răng nói, thật sự nhìn thấy, tựa hồ là tu luyện diệu pháp linh mục nên đã khiến lực lương nguyệt đồng triệt để thích phóng ra, trực tiếp xuyên thấu vạn dặm không gian. Sa Viu cả kinh nói, còn có loại chuyện này sao? Khó trách ngươi lại có chấn động cảm xúc lớn như vậy, nói như vậy ngươi đã đã tìm được chỗ thiên tư rồi sao? Lý Vân Tiêu nói, chỉ biết là trong một mảnh sơn mạch, căn bản không cách nào định vị tọa độ cụ thể, hơn nữa thi thể đầy đất, tất cả đều là người mộ dung thế gia. Sa Viu nói, mộ dung thế gia cũng xuất động. Hừ, trừ phi bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của thiên tư và quy khư, chỉ có thuần túy là tìm chết thôi. Lý Vân Tiêu một hồi trầm mặc không nói, lúc này mới nhớ tới lời thiên tư nói lúc nãy, lực lượng nguyệt đồng muốn mở ra toàn bộ có một đoạn đường phải đi nữa chẳng lẽ cực hạn của nguyệt đồng còn chưa được phá huy ra sao hắn một mực đều cho rằng đã sớm nắm vững nguyệt đồng tình huống vừa rồi vốn nên là cảnh giới cao nhất xuất hiện sau khi tu luyện diệu pháp linh mục hơn nữa do lĩnh ngộ thái hư đạo quả nên mới tiến vào trạng thái như thế hiện giờ mặc cho hắn cố gắng thế nào đều không thể tái hiện nữa đừng nói ngay lập tức vạn dặm coi như là gian mật thất chỗ vị trí giới thần bi cũng không cách nào nhìn thấu sa viu thấy hắn đầu đầy mồ hôi tựa hồ đang cố gắng gì đó một bộ thất bại chán nản lập tức an ủi mọi thứ không thể cưỡng cầu hết sức là được hơn nữa tiểu tử ngươi thiên mệnh tại thân sớm muộn sẽ gặp phải hắn thôi sợ cái gì hiện giờ ngươi cần phải làm là không ngừng đề cao lực lượng của mình lý vân tiêu hít một tiếng nhẹ gật đầu nói ngươi đã đã luyện hóa được thiên địa vô pháp kiếm trong mắt sa viu bắn ra một mảnh tinh mang tràn đầy vẻ hưng phấn nói đúng vậy hắn dương một tay lên long cong một tiếng một mảnh bóng kiếm hiển hiện trên bầu trời kiếm ảnh kia lộ ra màu xanh như kết giới mở ra trong khoảnh khắc đã bao phủ không gian trong vòng ngàn dặm mặc dù Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi cũng bị cổ lực lượng này làm khiếp sợ, tựa hồ tùy thời run lên, liền có thể phá vỡ giới lực mà đi vậy. trong kết giới màu xanh kia, một đạo long ảnh không ngừng xoay quanh hiển hiện, đúng là hóa thân của thiên địa vô pháp kiếm. trong mắt Sa Viu chớp động tinh mang nói, nếu có thể đủ tìm về bốn chui chân long chi kiếm hợp lại làm một, ta đây cũng có thể bằng vào kiếm này đột phá chứng ngại huyết mạch, thành tựu thập phương thần cảnh. Lý Vân Tiêu trực tiếp rội nước lã nói, hừ, đừng nói bốn chui. Kiếp lượng vô thủy kiếm trong tay Long Thủ kia ngươi đã không cách nào lấy được, trừ phi ngươi có nắm chắc đánh bại thập phương chân linh thủy long đại nhân kia. Sa Viu nhíu mày u sầu nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười nói, ha ha, ta không sợ, có tên sát tinh như ngươi bên cạnh, cho dù thủy long gặp được cũng phải chết. Chật chật, ta vốn tu luyện đến cổ trai bởi vậy mới tới tìm ngươi, xem có thể có một phen cơ duyên cầu đột phá hay không. Không nghĩ tới vừa thấy được ngươi liền nhận được chui thiên địa vô pháp kiếm này, ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi nhân a ta chỉ cần đi theo ngươi, sớm muộn cũng có thể tìm về tứ kiếm thôi. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nói, tốt, có ngươi ở bên người làm bảo tiêu, cũng rất phong cách. Hừ, Sa Viu lạnh lùng nói, ngươi còn muốn ta làm nô tại sao? Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi mệnh huyền một đường, nếu không bổn tọa tuyệt sẽ không xuất thủ, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắn nói xong liền lóe thân ảnh lên, biến mất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, lập tức phẫn nộ quát, vậy ta cần ngươi làm gì chứ? Cút đi, nhưng trời cao đã sớm không còn nhân ảnh, không ai trả lời hắn cả. Lý Vân Tiêu dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ trạng thái trước kia, hẳn là một loại thần thông cực mạnh trong diệu pháp linh mục. Mình trong lúc lĩnh ngộ đạo quả đột nhiên kích phát nguyệt đồng chi lực, trong lúc vô tình liền thi triển ra. Hiện giờ mắc cho hắn cố gắng như thế nào cũng hoàn toàn không có kết quả, cũng thế, chuyện tu luyện không cưỡng cầu được. Sắc mặt hắn trầm ngâm nói, Thiên Tư hẳn là vừa đại chiến một hồi với Mộ Dung Thế Gia, nếu có thể thừa cơ truy kích, nhất định có thể một lần hành động giết chết hắn. Ý niệm tới đây, liên trực tiếp ra khỏi dưới thần bi đi tìm cẩn huyên bên ngoài thương hội tử vân thỉnh thoảng có bóng người chớp động hơn 10 đạo hào quang trước sau mà rơi người thương hội đột nhiên ngất lịm vội vàng đi vào thông báo cẩn huyên đang ở trong một tòa trong tiểu viện trong tay nắm một quả ngọc giản mặt ủ mày trao đột nhiên bên ngoài báo lại nàng cả kinh vội vàng phi thân ra bên ngoài thương hội một cổ khí tức cường đại đập vào mặt đúng là mấy tên võ giả liên thủ bố xuống một đạo kết giới phong tỏa lấy toàn bộ thương hội vào trong sau khi nàng thấy rõ người tới lập tức giận tím mặt, quát, liên trường, ngươi làm cái gì vậy? Trong hơn 10 đạo bóng người kia, người phía trước dĩ nhiên lại là liên gia đại công tử liên trường, thấy Cần Huyên hiện thân, lập tức vẻ mặt lạnh lùng, nói, Cần Huyên, những người tinh nguyệt trai kia đâu, bảo bọn hắn đi ra đi. Sắc mặt Cần Huyên biến hóa, mấy người bên người liên trường vẻ mặt đều trầm trọng, liếc nhìn lại nguyên lực chấn động, đều là cao thủ cả. Nàng cả giận nói, ngày ấy tại tiệc cưới, may mắn bọn hắn hạ thủ lưu tình cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi ngàn vạn không nên lấy oán báo ơn, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được đâu. Ha ha, lấy oan báo ơn. ở trước mặt người toàn thành lại ẩu đả bản thiếu gia, vậy mà nói ta lấy ơn báo oán sao? Liên Trường giận dữ, quát với một người bên người. Tứ thúc, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Tứ thúc hắn liên thống gật đầu, nói, quả nhiên có người không biết trời cao đất rộng, ta ngược lại rất muốn biết, trên đời này có hậu quả gì mà liên gia ta không thể thừa nhận nổi. Tinh Nguyệt Trai có thể trong mấy năm ngắn ngủn tự yên lặng vô danh thoáng cái biến thành một trong bảy đại thương hội trong đó tất nhiên có chỗ cực kỳ không đơn giản chúng ta gọi bọn họ đi ra nói chuyện cho rõ ràng cầu cái thị phi khúc chiết công bình công chính là được không nên dùng lực áp người một gã nam tử hồng bào không nhanh không chậm nói nam tử khuôn mặt tuấn mỹ thân sắc lạnh nhạt trên trường bào màu đỏ theo đầy các đường vân cực kỳ hoa lệ vâng sư phó liên trường vội kho người thụ giáo trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ liên thống cười nói hoàng dương đại sư ái đồ sốt ruột nghe thấy trường nhi chịu thiệt liền lập tức chạy đến nhưng vẫn không mất đi phong độ đại sư à. Hoàng Dương nói, trên đời này mặc dù là cường giả vi tôn, nhưng cũng phải trực chỉ bản tâm, chúng ta làm việc không thể trái tâm mà làm, càng không thể cậy thế ức hiếp người khác được. Hoàng Dương đại sư nói như vậy quả nhiên là cương trực công chính, từ bi vi hoài, khó trách có thể đạt được thành tựu khiến người phải ghé mắt trên thuật đạo, khiến thế nhân phải kính ngưỡng. Một gã lão giả áo xanh du du nói, Liên Trường, ngươi phải nhớ cho kỹ lời Hoàng Dương đại sư dạy bảo. Liên Trường vội hỏi, vâng, đồ nhi thời khắc ghi nhớ lời dạy bảo của hai vị sư tôn lão giả áo xanh đúng là sư tôn võ đạo của liên trường phó nghi xuân hắn cũng là nghe nói hoàng dương tỏa nhập cửu giai thuật đạo nên cố ý chạy đến trúc ai ngờ vừa vặn đụng phải chuyện liên trường cần huyên cả kinh vội vàng thở dài nói thì ra là hoàng dương đại sư và nghi xuân đại nhân cần huyên bái kiến hai vị đại nhân nàng trong lòng thầm nhủ không thôi không thể tưởng được tên nam tử hồng bào kia dĩ nhiên lại là đại thuật luyện sư cửu giai hoàng dương đang nổi danh gần đây tại đông vực hoàng dương nói không cần đa lễ danh tiếng cẩn huyên hội trưởng ta cũng đã nghe qua từ lâu hôm nay vừa thấy quả nhiên là người tài ba cẩn huyên vội hỏi đại sư quá khen mong rằng đại sư có thể bảo người liên gia thối lui miễn cho náo chuyện nó đến mức lớn khó có thể thu xếp khó có thể thu xếp ừ chuyện đã khó có thể thu xếp rồi liên thống quát toàn bộ đông vực còn không người dám không cho liên gia ta vài phần mặt mũi thương minh các ngươi ngược lại thực là coi trời bằng vung rồi trộm vạn hoa bách bảo lộ của cháu ta không nói còn đả thương hắn ngươi cảm thấy việc này có thể dễ dàng kết thúc sao Cần Huyên cau mày nói, việc này khó mà nói rõ ràng được, nhưng nếu đã phát sinh, mong rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì hơn. A, à, ta ngược lại muốn biết Cẩn Huyên tiểu thư làm sao để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có đây, Liên Trường lạnh lùng nói. Cần Huyên nói, không bằng như vậy, Liên Trường công tử cứ nói giả điều kiện, thương hội tử vân ta bồi thường các ngươi, việc này cứ vậy bỏ qua, liền xem như chưa bao giờ xảy ra. Liên Trường lạnh giọng nói, chỉ sợ điều kiện bản thiếu gia nói ra ngươi không đáp ứng. Cần Huyên cau mày nói, chỉ cần không phải quá phận, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nàng thật sự không muốn cãi nhau trở mặt với người liên gia. Tuy rằng bọn người Lý Vân Tiêu có thể cường thế áp đảo bọn hắn nhất thời, nhưng mình là người thương hội, thiên thiên vạn vạn thủ hạ ở Đông vực đi theo mình kiếm cơm ăn, đắc tội với địa đầu xà bực này thật sự là hành vi không khôn ngoan, thương nhân coi trọng chính là dĩ hỏa vi quý.